sự lựa chọn vì một nhà bếp sáng tạo. Doanh nghiệp dẫn đầu xu hướng thiết bị bếp trên thế giới. Nơi công nghệ hội tụ trong suốt 30 năm. Prime. Prime xuất phát là công ty Daesung-Jeongkong vào năm 1998 bằng kỹ thuật phát triển độc quyền và các chứng nhận chuyên môn. Chúng tôi liên tục giữ vị trí số 1 thị phần trong suốt 11 năm cũng như xuất khẩu ra 20 nước trên thế giới. Và lớn mạnh thành một doanh nghiệp dẫn đầu văn hóa nhà bếp. Prime, nơi xây dựng thiết bị nhà bếp tân tiến. Vươn ra thế giới rộng lớn hơn. Nguồn động lực của Prime nằm ở sức mạnh kỹ thuật. Điều hành trung tâm R&D với mục đích nghiên cứu phát triển kỹ thuật trong doanh nghiệp, bao gồm đội ngũ nhân lực tốt nhất trong giới chúng tôi đặt tâm huyết vào phát triển, đem kỹ thuật độc quyền riêng mà Prime sở hữu để đầu tư vào sản phẩm mới. Prime sản xuất thiết bị nhà bếp với tiêu chuẩn tốt nhất thế giới bằng kỹ thuật tinh xảo tân tiến tại nhà máy sản xuất tiêu chuẩn tốt nhất trong giới. Nhà máy sản xuất thực hiện các công đoạn như cắt, uốn tạo hình cho sản phẩm, công đoạn hàn, lắp ráp, bố trí dây điện, chạy thử và kiểm tra, đóng gói và xuất hàng. Mỗi công đoạn đều được thực hiện tinh xảo và bằng nền tảng là tiêu chuẩn được cụ thể hóa. Chúng tôi cho ra đời những sản phẩm hoàn hảo nhất, dù chỉ 1% sản phẩm lỗi cũng không có. Prime là thử thách, sáng tạo và tin tưởng. Chúng tôi sẽ sản xuất thiết bị nhà bếp hàng đầu thế giới bằng máy móc sản xuất tối tân nhất và phát triển theo hướng dùng phức hợp. Prime theo đuổi sự hoàn hảo. Sự tự tin của Prime, doanh nghiệp với kỹ thuật hàng đầu và quản lý mang tính hệ thống. Chúng tôi quản lý hệ thống môi trường kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế của ISO 9001, ISO 14001. Qua đó, mang đến sự hài lòng đặc biệt với khách hàng là trọng tâm. Prime là đầu tiên và cũng là hàng đầu. Máy rửa chén có khả năng làm sạch hiệu quả nhờ kích thước rắn đặc, được sản xuất bằng kỹ thuật tốt nhất. Lò nướng hơi nước đối lưu, tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu thế giới, sử dụng tiện lợi, tính năng cải tiến và kích thước được thu nhỏ. Nồi cơm hơi nước màn hình chạm toàn bộ cỡ lớn đầu tiên trên thế giới, so sánh với sản phẩm công ty khác, giảm 70% lượng ga tiêu thụ, có thể tự động làm sạch. Nồi cơm đa ngăn bao gồm hệ thống điều chỉnh nhiệt tự động, màn hình chạm LCD full touch duy nhất trong nước và đầu tiên trên thế giới. Máy móc tự động hóa, giảm thiểu nhân lực vận hành tối đa như hệ thống làm sạch tự động hoàn toàn là niềm tự hào của Prime, nơi theo đuổi sự tiên phong dẫn đầu. Prime luôn đồng hành cùng khách hàng. Với hệ thống tiếp nhận đơn bảo hành và hậu mãi trực tuyến 24/7. Không những trong nước mà cả những chi nhánh nước ngoài. Cũng cung cấp dịch vụ bảo hành 24 giờ. Prime luôn nỗ lực vì lời hứa về sự tiện nghi uy tín. Prime là doanh nghiệp mơ về tương lai. Chúng tôi xây dựng văn hóa thử thách và cải tiến sáng tạo để dẫn đầu với tư cách là người lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp trên thế giới. Doanh nghiệp ưu tiên con người hàng đầu. Doanh nghiệp duy nhất được khách hàng công nhận. Doanh nghiệp hàng đầu về thiết bị nhà bếp theo tiêu chuẩn tốt nhất thế giới. Chính là Prime.